Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối tại Cali, tối ngày thứ tư. Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay là một ngày mà chủ yếu phần lớn thị trường là màu đỏ. Các bạn chúng ta nói tới thị trường chứng khoán, thị trường crypto hay vàng nó đều đỏ một chút. Nhưng mà cũng không có tin tức gì gọi là lớn đâu. Chủ yếu chúng ta có rất nhiều tin tức nhưng mà nó cũng khá là rải rác. Nhưng mà Thuần cũng sẽ cố gắng chia sẻ những thông tin này một cách logic nhất có thể nhưng mà hôm nay đây chúng ta chỉ chủ yếu nói về tin tức mà thôi, thôi chúng ta không có tâm sự quá nhiều chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì các bạn có thể nhìn thấy được là trên màn hình chúng ta bắt đầu từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì cả ba chỉ số đều đà màu đỏ ngày hôm nay chúng ta thấy là chỉ số Dow Jones thì giảm hơn một phần các bạn chỉ số S&P 500 thì giảm 0.74 và Nasdaq thì giảm 0.58 khi mà các bạn nhìn vào pre market thì cả ba chỉ số futures vẫn đang đỏ hiện tại có chỉ số đỏ nhất thì chính là Dow Jones các bạn giảm 0.77%, kế đó là Nasdaq Future sẽ giảm 0.62 và S&P Future sẽ giảm 0.48. Nói chung thì đúng là đỏ nhưng mà chúng ta cũng đã biết là những chỉ số này đã cũng đã tăng trưởng liên tục cả năm nay rồi. Thì chúng ta cũng thấy được là đây là một sự điều chỉnh mà thôi cũng không gọi là quá bất ngờ hay là quá lo lắng hiện bây giờ rồi các bạn. Và chúng ta cũng không có tin tức gì gọi là lớn hiện bây giờ. Và chúng ta cũng nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó ngày hôm nay thì giảm xuống một chút ở mức là 79 đô 18 trên một thùng dầu chúng ta vẫn muốn thấy cái chỉ số này dưới 80 đô các bạn hợp đồng vàng đó thì ngày hôm nay cũng giảm một chút các bạn ở mức là 2.330 đô cho một ounce vàng còn về Bitcoin và crypto nói chung đó, thì các bạn nhìn thấy được là cả thị trường xuống khoảng chừng là 1.2%. Không có gì gọi là đáng kể đâu. Chúng ta nhìn thấy được là cả hai Bitcoin và Ether nên thì xuống khoảng chừng là hơn 1%. Với giá của BTC bây giờ là 68.000 đô Hồi sáng này đã cũng đã có lúc giá đẩy xuống còn khoảng 67.162 đô Bây giờ đã trở về 68.000 đô rồi các bạn Nhưng mà như các bạn đã biết đó Khi mà zoom ra Chúng ta cũng thấy giá này cũng không có gì gọi là quá bất thường đâu Nó cũng ở trong cái phạm vi chúng ta cũng đã biết Hơn cả tuần qua rồi các bạn Giá cũng cỡ đó 68.000 đô Nhưng mà chúng ta nhìn vào Ethereum thì sao các bạn Ether đó thì vẫn tốt đối với Thuận Thì bây giờ mức là 6.780 đô Thì cũng coi như đã giữ được rất là nhiều cái sự tăng trưởng Trước khi mà có cái sự chấp thuận của Ether Spot ETF cả hai đều ổn định hiện bây giờ giảm một chút nhưng mà đối với thuần thì vẫn đang ổn định tích lũy nhìn chung thị trường đó, thì phần lớn hôm nay là màu đỏ nhưng mà về mặt vốn hóa đó, thì các bạn biết là bitcoin và ether là hai đồng hồ vốn hóa lớn nhất các bạn nhìn thấy được là tổng số vốn hóa bây giờ là khoảng 2,68 nghìn tỷ thì cũng ít hơn là 2,7 nghìn tỷ một chút mà thôi nhưng mà chúng ta thấy là phần lớn trong đó giống như là 1,3 nghìn tỷ đã là bitcoin rồi và 454 tỷ đã là ethereum thì cộng hai cái này lại đây đã là phần lớn của thị trường cho nên các bạn nhìn thấy được là vốn hóa hôm nay giảm chỉ có 1.2% mà thôi. Về mặt tin tức thì có một cái thông tin các bạn mới đây thôi chúng ta đã nói tới là hợp đồng option đáo hạn cuối tháng rồi tại vì hôm nay đã là ngày 29 tại Hoa Kỳ ở Việt Nam có đã bước qua là ngày 30 rồi. Mới đây thôi chúng ta cũng đã bắt đầu kết thúc tháng 5 và bước qua tháng 6 các bạn nghĩa là chúng ta đã gần tới phân nửa chặng đường của năm nay rồi. Mới ngày nào chúng ta nói tới năm nay là một năm mà sôi động như thế nào và chúng ta bây giờ đã là tới nửa năm rồi các bạn chớp vào một cái nữa chúng ta sẽ đến cuối năm cho mà xem cho nên thời gian trôi thật sự rất là nhanh và nói tóm lại từ đầu năm tới bây giờ đó ít ra cũng không làm cho chúng ta thất vọng các bạn từ đầu năm tới bây giờ đó thị trường vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng nói chung và thứ sáu tuần này ở Hoa Kỳ các bạn sẽ có một cái sự kiện đó chính là cái sự kiện option đáo hạn nghĩa là hợp đồng quyền chọn và chi tiết hơn nó là 8 giờ sáng ngày thứ sáu theo giờ UTC có nghĩa là khoảng chừng 3 giờ chiều ngày thứ sáu tại Việt Nam và có nghĩa là 1 giờ sáng ngày thứ sáu tại Cali thì các bạn thấy được là có số lượng đáo hạn cũng không nhỏ đâu. Cuối tháng này đó chúng ta có cái số lượng đáo hạn là tới 68,5 nghìn BTC sẽ đáo hạn trên Deribit có nghĩa là đáng giá lên tới mức là 4,65 tỷ đô la còn về hợp đồng của Ethereum đó thì đáng giá đáo hạn lên tới 3,46 tỷ. Coi như cũng không có nhỏ các bạn thường nên những cái đợt mà đáo hạn nhỏ hơn là khoảng 1-2 tỷ thôi con số này là gấp đôi rồi và chúng ta có thể nhìn thấy là một cái chỉ số rất nhiều bạn quan tâm đó chính là cái điểm max fan và tới gần đáo hạn chúng ta mới biết điểm max fan là bao nhiêu hiểu đơn giản đó đây là hợp đồng quyền chọn các bạn không phải là futures thì futures đó, các bạn có thể là giữ cái lệnh đó một thời gian dài perpetual futures các bạn nhưng mà đối với quyền chọn đó thì sẽ có ngày hết hạn có nghĩa là đến ngày đó một là các bạn có lời hai là các bạn sẽ bỏ cái lệnh option đó coi như các bạn bị lỗ cái phần tiền các bạn dùng để mua lệnh chứ không kéo dài được và trong option các bạn không có long hay là short các bạn chỉ có call hay là put thôi call như là các bạn bullish put như là các bạn bearish nhưng mà để hiểu đơn giản nhất đó là chúng ta có một chỉ số trong option gọi là điểm max pain và điểm này đó là cái điểm mà nếu như mà giá bitcoin đáo hạn ngay cái mức này thì phần lớn hợp đồng sẽ bị lỗ cái điểm đó là bao nhiêu các bạn? Đó chính là 65.000 đô. Có nghĩa là từ đây cho đến ngày thứ sáu ở Việt Nam đó, hay là 1 giờ sáng thứ sáu tại Hoa Kỳ hơn một ngày nữa. Nếu như mà giá Bitcoin giảm xuống 65.000 đô thì đó là cái lúc mà phần lớn những lệnh này sẽ bị hủy bỏ các bạn. Nghĩa là những người mua lệnh sẽ bị lỗ nhiều nhất. Và có rất nhiều những cái giả thuyết nói là phần lớn người bán có nghĩa là sàn giao dịch. Thì đương nhiên họ muốn giá chở về điểm Max thì vì đó là cái lúc mà phần lớn lệnh đều bị lỗ hết cho nên là họ sẽ bỏ cái hợp đồng đó và cái tiền một hợp đồng đó thì sẽ được thu vào bởi sàn đó là cái giả thuyết mà thôi các bạn chỉ còn chúng ta nhìn thấy trên thực tế đó chúng ta cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái đợt mà có cái số lượng option đáo hạn lớn thì giá nó cũng không có trở về cái điểm đó nhất là trong vòng mấy tháng qua nhưng mà đúng là cái thời điểm trước khi mà đáo hạn cách đó khoảng chừng một hai ngày đó thì giá khá là dao động và nhiều người cho là cái sự dao động từ hôm qua tới bây giờ có thể liên quan đến cái số lượng lệnh option này nghĩa là nếu như mà các bạn tin như thuyết âm mưu đó thì có thể từ đây cho tới một ngày kế tiếp chúng ta sẽ thấy là có những cái lực đẩy giá Bitcoin về 65.000 đô để họ có thể có lời nhưng mà cái đó là giả thuyết mà thôi các bạn còn về ether đó thì cái mức đó là 3.300 đô và chúng ta nhìn vào giá bitcoin bây giờ là khoảng 68.000 đô đi thì trở về 65 trong vòng hơn một ngày đó thì cũng không phải là cái gì nó gọi là quá bất ngờ đâu các bạn tại vì cái di chuyển nó cũng không có nhiều tính theo phần trăm nhưng mà nếu nói về ether đó thì di chuyển nó nhiều hơn các bạn bây giờ là khoảng hơn 3.700 mà trở về 3.300 đó thì cái phần trăm nó sẽ cao hơn nếu như mà chúng ta nói tới trên một ngày đó thì phải có tin tức gì đó lớn hơn đó là cái suy nghĩ của Thuần hiện tại. Nói chung đó, đây chỉ là một cái chỉ số để các bạn tham khảo mà thôi. Chứ còn về thực tế đó chúng ta thấy được là bao nhiêu tháng qua nó cũng không có trở về cái điểm mát Nhưng mà trước khi đáo hạn thì đúng là có những cái sự dao động. Cho nên cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là từ đây cho đến hơn một ngày nữa thị trường của sự dao động nó cũng là điều chúng ta hiểu được. Tại vì đó là những cái thời điểm mà có cái số lượng lớn lệnh option sắp sửa đáo hạn. Nhưng mà chúng ta cũng sắp sửa kết thúc tháng 5 rồi tới bây giờ ra chúng ta nhìn thấy được là sau khi đã có liên tục 7 tháng, 7 tháng thị trường là màu xanh các bạn từ tháng 9 của năm ngoái cho đến tháng 3 của năm nay, tháng 4 vừa rồi đó chính là cái tháng đầu tiên mà chúng ta có cái sự giảm giá điều chỉnh xuống là 14,76% và tháng 5 này ngay thời điểm hiện tại từ đầu tháng tới bây giờ chúng ta vẫn có sự tăng trưởng là 11,36% cũng là một tháng rất là tốt các bạn nếu như mà chúng ta nhìn vào giá cả của Ethereum đi thì các bạn có biết là đầu năm nay đã giá của Ethereum là bao nhiêu hay không? Chúng ta hãy nhìn vào năm 2024 đi cái thời điểm là đầu năm có nghĩa là ở đây là các bạn giá Ethereum lúc đó chỉ có khoảng chừng là 2.200 đô mà thôi các bạn Không phải là cao lắm đâu Bây giờ chúng ta đã mức là 3.700 đô rồi Cho các bạn thấy được Ether cũng đã có cái sự tăng trưởng rất là tốt Còn về giá của Bitcoin đó Thì các bạn có biết là đầu năm nay Giá là bao nhiêu hay không Chúng ta tính đầu năm nay đi Thì ngay cái mức này nè các bạn Ngày 1 tháng 1 thì giá Bitcoin đó đâu đó khoảng chừng là 42 43 000 đô mà thôi. Hiện bây giờ đã là 68 000 đô rồi. Cho dù chúng ta đã chứng kiến giá Bitcoin lên tới cái đỉnh cách đây khoảng chừng là 2 tháng ở lúc mà chúng ta có mức giá là 73.700 đô rồi sau đó điều chỉnh xuống mức giá hiện tại từ năm tới bây giờ vẫn là một năm rất là tốt cho Bitcoin và Ethereum và thị trường nói chung và không những là tốt về mặt giá cả chúng ta cũng thấy là một năm mà có nhiều cái sự kiện rất là tốt dài hạn liên quan tới Bitcoin ETF liên quan tới Ethereum Spot ETF mình sẽ nói thêm một đát nữa cũng như là rất nhiều những sự tiến triển tốt về cái pháp lý ở Hoa Kỳ sau bao nhiêu năm chờ đợi có thể là năm nay đã là cái năm mà chúng ta sẽ thấy có nhiều cái sự thay đổi rất lớn về pháp lý Hoa Kỳ và nó đang thay đổi theo cái xu hướng là ủng hộ. Chúng ta cũng thấy là có rất nhiều lo lắng bao nhiêu năm qua các bạn càng ngày thì cái cảm giác là chính phủ Hoa Kỳ càng đàn áp crypto nhiều hơn. Nhưng mà năm nay đó thì lại có một cái sự quay đầu rất là mạnh đến từ cả hai đảng luôn. Tôi sẽ chia sẻ một số những thông tin tôi bật với các bạn một lát nữa. Nhưng mà trước hết thì các bạn thấy là tuy chúng ta không thấy là Tether in thêm tiền nhưng mà ít ra ngày hôm nay đây chúng ta cũng thấy là công ty Circle vừa in thêm 250 triệu USD và các bạn cũng đã biết quan điểm của thùng rồi miễn là stablecoin còn tiếp tục được in ra thì, thì không có lo lắng quá nhiều đâu chỉ khi nào mà các bạn thấy đâu có một thời gian dài vài tháng mà cả hai công ty này im lặng mà không in thêm ấy, thì lúc đó thường mới lo lắng mà thôi tại vì còn có stablecoin in ra thì còn có nhu cầu đi thu mua tích lũy crypto các bạn tại vì để có stablecoin in ra thì phải có người đưa tiền cho công ty stablecoin họ mới in tiền ra rồi người ta dùng đó để mà tham gia vào thị trường này cho nên miễn là còn có stablecoin in ra thì còn có nhu cầu cho thị trường này các bạn đó là quan điểm của thuận và classno đã có chia sẻ một biểu đồ cũng rất là thú vị các bạn biểu đồ này đã là cái biểu đồ tính theo từng chu kỳ tăng trưởng nó không có tính cái mùa downtrend chỉ tính cho lúc mà tăng trưởng mà thôi thì trong mỗi lần tăng trưởng đó các bạn đều biết là bitcoin cũng có nhiều sự điều chỉnh giống như khi các bạn zoom ra xa như vậy đó các bạn sẽ không thấy được sự điều chỉnh nó ghê gớm như thế nào giống như là các bạn bây giờ đã chú ý đến những cái sự điều chỉnh như là từ 73.000 đô xuống còn cái mức là chỉ có 56.000 đô thì các bạn cảm thấy được là điều chỉnh sâu quá nhưng mà trên căn bản đó nếu như các bạn nhìn vào những cái đợt điều chỉnh của những mùa trước khi mà nhìn xa thì các bạn không thấy rõ nhưng mà khi mà zoom vào đi giống như là cái thời điểm này các bạn sẽ nhìn thấy được rõ ràng là những cái đợt điều chỉnh này đó giống như năm 2017 đi thì chúng ta có thể nhìn thấy cái sự điều chỉnh giống như là ở cái thời điểm là tháng 11 đi chúng ta thấy được đã có sự điều chỉnh là từ 7.700 đô trong một hồi xuống chỉ còn có 5.200 đô mà thôi chúng ta thấy được là trước đó nữa đó có sự điều chỉnh là từ khoảng 5.000 đô xuống chỉ còn có 2.800 đô điều chỉnh 40% 50% mà đều thường thấy ở trong những cái chu kỳ cho nên đối với người mà trải qua nhiều chu kỳ đó thì à, hầu như những cái sự điều chỉnh gần đây từ đầu năm tới bây giờ đó cũng không có cảm giác gì các bạn Tôi không biết là những bạn nào mới đến kênh hay là mới đến thị trường thì cảm thấy được là mỗi lần điều chỉnh chút xíu đó thì các bạn nói là cho thị trường sập rồi lo lắng quá nhưng mà các bạn có thể thấy được là những mùa trước đó thì cái sự điều chỉnh nó còn mạnh hơn rất là nhiều và trên màn hình mỗi một màu là đại diện cho một mùa các bạn chứ không nói tới cái mùa đầu tiên đi tại vì năm 2011 đó thì rất ít người tham gia thị trường này và lúc đó đó thị trường để mà giao dịch cũng không có nhiều các bạn cho nên chúng ta bắt đầu từ cái chu kỳ của năm 2013 đi. Lúc đó các bạn nhìn thấy được là trên cái sự tăng trưởng đó chúng ta có những cái đợt điều chỉnh. Như là giá Bitcoin vẫn trong mùa bull run đó các bạn mà chúng ta có cái đợt điều chỉnh có thể lên tới 71% và những đợt điều chỉnh khoảng chừng là 50% là bình thường các bạn trong cái chu kỳ đó kế đó, đó đến cái chu kỳ của năm 2017 đó chúng ta có những cái đợt điều chỉnh là khoảng chừng 36 40% và điều thú vị đó là đợt năm 2017 16 lúc đó chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều cái đợt điều chỉnh nó cũng cỡ như là 30% xảy ra rất nhiều lần trên cái mùa tăng trưởng đó. Còn năm 2020 đó thì chúng ta cũng có hai đợt điều chỉnh rất là sâu các bạn. Đợt đầu tiên là trong mùa tăng trưởng đó đó chúng ta cũng có cái đợt điều chỉnh lên tới 63% đó chính là cái lúc mà đại dịch xảy ra vào năm 2020 nhưng mà sau đó chúng ta cũng có một cái đợt, đợt điều chỉnh xuống tới 50% nhưng mà đó cũng không phải là kết thúc của mùa tăng trưởng các bạn sau đó đó thì giá lại tăng ngược trở lại một lập đỉnh mới rồi mới kết thúc cái đợt tăng trưởng nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái màu đen trên màn hình nó đại diện cho cái mùa này thì rất rõ ràng những cái đợt điều chỉnh xuống nó không có sâu các bạn nó khoảng chừng là 20 21% là nhiều rồi và nhiều đợt điều chỉnh chỉ có khoảng chừng là 10% mà thôi thì tại sao vậy? Có thể là tại vì chúng ta bây giờ đã có Bitcoin Spot ETF Cái lực mua đó có thể là mỗi ngày nó không rõ ràng là bao nhiêu Tại vì chúng ta biết là họ sẽ mua trên sàn OTC Nhưng mà cái lực mua chúng ta thấy là những thời điểm như tháng 2 tháng 3 đó, ngày nào cũng liên tục có dòng tiền dương thì tới một lúc nào đó sàn OTC sẽ không còn Bitcoin nữa các bạn, họ sẽ phải mua Bitcoin trên sàn spot. Cho nên chúng ta không biết cái lực mua chính xác là bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ là Bitcoin spot ETF góp phần rất là lớn để khiến cho những cái đợt điều chỉnh trong cái đợt này nó không có sâu như vậy. Chúng ta sẽ nói tới dòng tiền của Bitcoin spot ETF một lát nữa nhưng mà chúng ta cũng còn một số những thông tin rất là nổi bật ngày hôm nay các bạn phần lớn là tin tức tốt cho nên thùng không hiểu tại sao mà chúng ta lại có một cái đợt điều chỉnh có thể là tại vì thị trường nói chung đó ngày hôm nay là một màu đỏ chúng ta nhìn thấy được là vàng rồi chúng ta nói tới chứng khoán thì cũng đỏ thì có thể là đây là tình hình chung của thị trường mà thôi chứ không có liên quan gì riêng về Bitcoin hết nhưng mà chúng ta cũng có những thông tin rất là thú vị dài hạn. Trước hết ta chúng ta có cái thông tin đến từ NYSE các bạn đây là Sở giao dịch chứng khoán New York. Hôm nay họ thông báo là họ đang hợp tác với Coinbase để ra mắt các sản phẩm tài chính theo dõi giá Bitcoin spot. Thì cái này nghĩa là gì các bạn? Có thể là các bạn đọc rất nhiều tin tức như vậy nhưng mà cũng không có hiểu rõ ràng họ muốn làm gì. Tại vì trên trang bản đó, cái tin tức chính thức họ chia sẻ trên Business Wire cũng không có nói rõ. Nhưng mà cái mà thủ mưu của bạn hiểu đó là như thế này. Sắp sửa có thêm những cái sản phẩm tài chính liên quan tới Bitcoin. Thì những sản phẩm này đó họ cũng sẽ dựa theo giá của Bitcoin. Những sản phẩm đó là gì đó họ không có nói rõ. Nhưng mà cái mà họ nói tới đây đó là chúng ta biết là có nhiều nguồn cung cấp cái giá của Bitcoin các bạn Mỗi sàn đều có giá riêng của họ Rồi chúng ta có giá ở trên Coin Market Cap Chúng ta có giá trên Coin Gecko vân vân Nhiều nơi có nhiều giá bán khác nhau Thì phần lớn những cái giá Bitcoin nó cũng tương tự như nhau các bạn Nhưng mà cái mức giá mà chuẩn nhất thì theo sở giao dịch chứng khoán New York Đó chính là cái mức giá của Coindesk Coindex Indices các bạn Thì họ sẽ có những sản phẩm sau này Mà sẽ dựa vào mức giá Bitcoin Và họ sẽ lấy cái mức trên Coindex làm cái mức chuẩn đó là cái thông tin được chia sẻ ngày hôm nay cũng là tin tức rất là tốt dài hạn các bạn tại vì chúng ta sẽ càng ngày càng có thêm những cái sản phẩm liên quan đến bitcoin và sau này có thể là mở rộng ra những cái altcoin khi mà chúng ta có ý từ spot etf Kế đó nữa chúng ta có cái thông tin đến từ PayPal thì uh, PayPal họ nói là đồng stablecoin của họ đó PYUSD đã có trên mạng lưới của Solana giúp giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. Và việc triển khai PYUSD trên Solana đã diễn ra sau gần một năm khi mà ra mắt trên mạng lưới của Ethereum. Nói chung đó, thì uh, thuận không có biết sàn nào bây giờ sử dụng uh, PYUSD các bạn nhưng mà sau một năm đó, thì họ ngày lại càng mở rộng hơn. Và đương nhiên việc mà PayPal bây giờ có stablecoin là một cái thông tin rất là lớn. Và các bạn đã nhớ đó, năm ngoái giống như là cái thời đỉnh điểm khi mà chúng ta thấy chính phủ của Hoa Kỳ đang áp hiếp tổ luôn. Chúng ta thấy được dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler, SEC liên tục kiện công ty này đến công ty kia. Nói chung chúng ta có một khoảng thời gian năm ngoái đó khiến cho nhiều người rất lo lắng. Nhưng mà trong cái thời gian đó chúng ta lại thấy là công ty PayPal PayPal là một công ty tài chính Hoa Kỳ rất lâu năm các bạn và rất là lớn nhưng mà họ lại lựa chọn thời điểm đó để mà phát hành đồng stablecoin PYUSD thì tôi đã chia sẻ với các bạn đây rõ ràng là một cái dấu hiệu là ít ra công ty PayPal không nghĩ là tình hình sẽ trở nên tệ hơn và thật ra từ lúc đó tới bây giờ đã tình hình đã ngày càng sáng nặng hơn các bạn về mặt pháp lý của Hoa Kỳ Chúng ta cũng thấy được là quỹ ban dịch vụ tài chính của Hạ viện đã sẽ mở cuộc điều trần về việc kinh hóa tài sản thật vào thứ tư tuần tới các bạn Điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta thấy cái việc là thô kinh hóa tài sản đó Tokenization, đó không phải là cái gì đó mà những công ty nói xuông miệng đâu Đây là một cái đề tài mà những công ty rất là quan tâm đến Tại vì các bạn đã biết là thô kinh hóa tài sản có thể khiến cho mọi thứ nó hiệu quả hơn rất là nhiều Nhanh hơn rất là nhiều, chúng ta cũng vừa chia sẻ ngày hôm qua thông tin liên quan đến uh, sàn chứng khoán của Hoa Kỳ đó Cuối cùng uh, cũng sẽ cải tiến để có thể xử lý giao dịch chốc trong giờ một ngày các bạn 3 plus 1, T plus 1 cho dù là như vậy đây là cái cải tiến mà chúng ta chưa từng có trong vòng 100 năm qua nhưng mà các bạn thấy là khi mà sử dụng crypto nó nhanh hơn rất là nhiều và nó an toàn hơn rất là nhiều và khi mà các bạn thu kinh hóa tài sản đó các bạn có thể là thứ nhất tiết kiệm được rất là nhiều tiền tại vì các bạn có thể là không để ý mỗi lần các bạn giao dịch chứng khoán đó thì phần lớn những chứng khoán đó chỉ là một giấy nợ mà thôi cần thời gian để cho những cái công ty thứ ba đó họ sẽ ghi chép ai là chủ sở hữu của chứng khoán đó và sẽ tốn tiền các bạn và tốn thời gian cho nên khi mà thu kinh hóa rồi đó tất cả sẽ được xử lý ở trên mạng lưới blockchain và thứ nhì nữa đó khi mà ở trên mạng lưới blockchain thì sẽ có thể tiếp cận được với nhiều nhà đầu tư hơn các bạn có nghĩ đi một người mà ở một quốc gia khác họ muốn sở hữu uh, những cái cổ phiếu của hoa kỳ đó thì cũng không có dễ dàng đâu các bạn sẽ có những cái sản phẩm chuyên cho họ phí cũng rất là mắc và cũng rất là khó khăn cho họ nhưng mà khi mà thu kinh hóa rồi họ chỉ cần kyc và sở hữu thu kinh đó mà thôi là họ có thể sở hữu một phần của công ty nào đó nó sẽ khiến cho cái nguồn vốn lớn hơn thu hút tiền từ khắp thế giới các bạn và đương nhiên các bạn biết là trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới được chính là chính nợ Hoa Kỳ thì các bạn có nghĩ đi không có lý do gì mà Hoa Kỳ không có ủng hộ thu kinh hóa tài sản khi mà nó có thể mang tiền tới cho Hoa Kỳ như thế này cho nên họ mới tổ chức một cái cuộc điều trần các bạn để hiểu rõ hơn hoạt động như thế nào kế hoạch của những công ty lớn ra sao giống như họ cũng đã mở cuộc điều trần gần đây liên quan tới AI tại vì đó là những cái vấn đề mà họ rất là quan tâm tới và khi chúng ta nói tới token hóa tài sản hay là những công ty đó họ đang thử nghiệm công nghệ blockchain nên là chúng ta nói tới công nghệ blockchain công cộng như là những cái đồng như là ether những mạng lưới như là solar nè vân vân các bạn tại vì sao vậy tại vì đó chúng ta cũng đã từng nghe đến tới blockchain tư nhân có thể nói là từ khi mà kênh này bắt đầu các bạn từ năm 2017 đó chúng ta đang nghe nói rất là nhiều liên quan tới là mọi người chỉ quan tâm đến blockchain hoặc là crypto và crypto có hay không cũng được nó không liên quan đến blockchain hai cái đó khác nhau bây giờ rõ ràng là không phải các bạn hai cái đó, đó nó liên quan mật thiết với nhau tại vì khi các bạn nói tới là sử dụng blockchain thì câu hỏi kế tiếp là các bạn sẽ hỏi là gì thì blockchain nào blockchain của Ethereum nó khác với blockchain của Solar nào nó khác với blockchain của Bitcoin các bạn mỗi blockchain này đều khác nhau cơ chế đồng thuận cũng khác cái cơ chế thường phạt cũng khác nhau luôn hệ thống như thế nào cũng khác nhau luôn và tốc độ ra sao cũng khác nhau cũng như độ an toàn cho nên khi mà nói tới các bạn đầu tư vào blockchain hay là sử dụng blockchain thì câu hỏi kế tiếp là blockchain nào đó mới là cái câu hỏi quan trọng cũng như là một ai đó nói là tôi đầu tư vào thương mại điện tử thì câu hỏi kế tiếp là thương mại điện tử là cái gì? Là đang nói tới là công ty Alibaba hay là công nghệ của Amazon hay là eBay rõ ràng hơn một chút. Cho nên ai mà nói tới là đầu tư blockchain thì nó không có ý nghĩa gì hết các bạn. Các bạn có để ý gần đây hầu hết tất cả những hội nghị họ đều nói là hội nghị tài sản được số, tài sản điện tử hay là hội nghị crypto. Rất là ít ai nói tới hội nghị blockchain. Bây giờ chúng ta đã ở năm 2024 rồi. Cái sự hiểu biết nó cũng đã tăng lên rồi các bạn. Và... Tại sao chúng ta lại không thể sử dụng blockchain tư nhân thật ra có thể chứ Trong vòng 8 năm qua biết bao nhiêu công ty công nghệ như là Samsung, LG hay là ngân hàng Họ tự phát triển một cái blockchain tư nhân Thì họ cũng đã tạo ra được nhưng mà tới cuối cùng thì sao các bạn Blockchain tư nhân công ty này công ty kia không sử dụng Blockchain tư nhân công ty kia thì công ty nọ không có sử dụng Thì làm sao kết nối được với nhau và công ty này không tin công ty kia Công ty kia cũng không tin công ty nọ các bạn Cho nên chúng ta mới thấy được là cái blockchain tư nhân đó là một trong những cái điều Mà những công ty đã bỏ rất nhiều tiền và thời gian để mà nghiên cứu cuối cùng cũng không có hoạt động rộng rãi được và Tới cuối cùng đó khi mà tạo ra một blockchain tư nhân thì nó lại mất đi cái phần quan trọng nhất của một cái blockchain khi chúng ta nói tới blockchain công cộng đó chính là cái độ an toàn phi tán các bạn khi chúng ta nói tới vai đây sẽ người mà đào mạng lưới nó phi tập trung nó khiến cho cái dữ liệu an toàn hơn rất là nhiều tới cuối cùng đó khi mà một công ty họ tạo ra blockchain tư nhân thì à, họ cũng là người mà nắm quyền cái blockchain đó thì cũng như là một cơ sở dữ liệu tập trung các bạn nhưng mà nó phức tạp hơn rất là nhiều cho nên cuối cùng đó thì à, họ cũng sẽ lựa chọn blockchain công cộng mà thôi chỉ như là họ sử dụng blockchain tư nhân nhưng mà đến cuối cùng đó họ cũng phải kết nối với blockchain công cộng. Cho nên những blockchain công cộng đó sẽ có vai trò sau này các bạn có thể là hai công ty họ có blockchain tư nhân của họ nhưng mà họ đều kết nối với lại mạng lưới của Solana hay là Ether đi thì sẽ có một động thế chấp trên mạng lưới đó, họ có thể dùng đồng đó để mà di chuyển xuyên blockchain với nhau. Ít ra đó là những cái dự kiến hiện bây giờ. Và chúng ta tiếp tục nói tới liên quan đến pháp lý ở Hoa Kỳ. Các bạn thấy là thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cũng đã lên trên đài Fox Business và bà đã nói là chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để quốc hội Hoa Kỳ hiểu Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị. Giá trị của Ethereum là gì? Crypto sẽ trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Hoa Kỳ trong tương lai. Không những là nó mang đến thuế, nó mang đến công an việc làm, nó mang đến rất nhiều thứ các bạn mà thậm chí chúng ta nói tới stablecoin như là Tether và usdc thì cũng đóng vai trò quan trọng tại vì trong cái bối cảnh mà rất nhiều quốc gia giống như chúng ta thấy là trung quốc họ lưu trữ rất nhiều công trái phiếu hoa kỳ như là giấy nợ của hoa kỳ nhưng mà trong vòng hơn một năm qua đó trung quốc bán rất nhiều giấy nợ của hoa kỳ tại vì họ cũng cần tiền để có thể là kích thích nền kinh tế của họ một quốc gia khác là chính là Nhật Bản thì Nhật Bản cũng là một trong những chủ nợ lớn của Hoa Kỳ nhưng mà các bạn thấy được là gần đây đó, tình hình Nhật Bản cũng không ổn lắm nhất là đồng yên liên tục mất giá và họ cũng sẽ sớm mua gì bán công trái phiếu Hoa Kỳ để mà dùng tiền đó để có thể cân bằng lại cái tỷ lệ hoán đổi giữa đồng đô la và đồng yên thì trong cái bối cảnh này đó chúng ta lại có thêm một nhân vật xuất hiện các bạn nhân vật này lại có thể thu mua rất nhiều công trái phiếu đó chính là những cái công ty stablecoin tại vì khi mà họ có tiền thì họ sẽ dùng tiền đó để mà đầu tư vào công trái phiếu hoa kỳ đó là cách mà họ kiếm lợi nhuận cho công ty cho nên càng ngày crypto sẽ trở thành một phần quan trọng cho nền kinh tế của hoa kỳ cũng dễ hiểu tại sao bây giờ đó Hoa Kỳ lại đang chuyển hướng ủng hộ crypto mạnh mẽ trong năm nay. Thêm vào đó nữa đó chúng ta cũng biết là ngoại trừ việc là những công ty crypto có thể mang lợi ích cho những cái tiểu bang riêng lẻ như là chúng ta nói tới Texas, chúng ta nói tới Wyoming, chúng ta nói tới Montana, chúng ta cũng thấy được là crypto cũng có thể là một công cụ dùng để mà kéo phiếu bầu trong cuộc đầu cử kế tiếp này cũng như là chúng ta thấy là nhiều công ty crypto đó họ cũng bây giờ rất là giàu có rất là có tiền các bạn giống như chúng ta nhìn trên màn hình đó, thì công ty Ripple đã quyên góp tổng cộng là 25 triệu đô la cho công ty Fairshake Fanpage này là một cái quỹ ban gọi là bầu cử các bạn Họ sẽ lựa chọn những chính trị gia mà ủng hộ crypto Và họ sẽ đưa tiền cho họ Để những cái ứng cử viên đó có thể là thành công Giữ được chức giới của mình Và lôi kéo thêm nhiều người ủng hộ crypto ở quốc hội Hoa Kỳ Trong cuộc bầu cử của năm nay Thì nhiều bạn sẽ nói là nếu như vậy thì những người này có tin được hay không Tại vì có thể là họ chỉ muốn có lợi ích mà thôi Thì cũng chẳng quan trọng đâu các bạn Lý do tại sao mà chúng ta ở đây Lý do tại sao mà bạn tham gia vào crypto lý do tại sao mà thuận làm video hàng ngày cũng vì một lý do mà thôi đó chính là lợi ích các bạn thị trường này một thị trường mà chỉ hoạt động trên lợi ích mà thôi cho nên một thị trường mà chỉ hoạt động trên lợi ích là một thị trường mà sẽ phát triển bền vững và lâu dài đó lòng tin của thần các bạn các bạn đầu tư crypto đầu tư bitcoin tại vì sao tại vì các bạn tin tưởng các bạn nghĩ ra nó sẽ mang lợi ích cho các bạn chưa các bạn tin nó là tiền tệ các bạn tin nó là một tài sản nó chữ giá trị các bạn tin đây là một mảng đầu tư để mà đa dạng hóa các bạn có tin như thế nào nữa cũng không quan trọng miễn là các bạn tin nó có thể mang đến lợi ích thì các bạn sẽ tiếp tục ở trong thị trường này những công ty đào họ tham gia vào đào cũng vì lợi ích cho các bạn họ đâu có tham gia đào tại vì họ nói là wow bitcoin quá cao thượng nên là một cái ý nghĩ mà có thể nói là quá xuất sắc ta phải cùng nhau bảo vệ mạng lưới đâu phải để các bạn họ tham gia vào chỉ đơn giản là họ muốn đào bitcoin dùng bitcoin đó kiếm lợi nhuận mà thôi nhưng mà không sao cả tất cả mọi người đều đến với thị trường này vì hai chữ lợi ích và cũng vì hai chữ lợi ích chúng ta sẽ tiếp tục ở lại thị trường này và thị trường phát triển trên hai chữ lợi ích sẽ phát triển rất mạnh mẽ dài hạn đó là cái suy nghĩ của thuận đó là lòng tình của thuận và chúng ta cũng có một cái lời phát biểu cũng khá là thú vị các bạn đây là một người đứng đầu trong bộ tài chính của Hoa Kỳ đó chính là Brian Nelson các bạn đây là thứ Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ phụ trách tình báo tài chính và chống khủng bố người này này các bạn thì Brian Nelson nói là Hoa Kỳ không phải muốn cấm các công cụ trộn tiền và ông nói là đề xuất năm 2023 năm ngoái đó của FinCEN nghĩa là cái ban tình báo chống khủng bố của Hoa Kỳ yêu cầu các công ty crypto báo cáo các giao dịch liên quan đến việc trộm tiền crypto là về tính minh bạch không phải là muốn cấm những công cụ trộn tiền như là những cái mixer đó thì phần lớn thôi các bạn cũng không có sử dụng đâu những cái mixer này đó là các bạn đã biết là đối với lại crypto đó thì nó không có hoàn toàn ẩn danh mà nó là bán ẩn danh mà thôi có nghĩa là nó không có hoàn toàn ẩn danh các bạn có thể theo dõi những cái giao dịch trên mạng blockchain kia các bạn không biết giao dịch đó là của ai và đi đến đâu nhưng mà các bạn có thể theo dõi những giao dịch đó và đủ thời gian và đủ kiên nhẫn các bạn có thể tìm ra được cuối cùng đó là người đứng sau lưng cái ví đó là ai tại vì đến cuối cùng đó thì cái ví đó sẽ đến một cái công ty tập trung công ty thứ ba nào đó và chính phủ có thể là dùng lệnh của tò để mà biết danh tính của người đó cho nên nó không hoàn toàn là ứng danh nhưng mà những người mà ghét crypto họ sẽ nói như vậy các bạn, họ sẽ nói là crypto quá ẩn danh cho nên chính phủ sẽ cấm. Không phải đâu các bạn, cái mà ẩn danh nhất đó chính là tiền mặt trong túi các bạn. Các bạn có 100 đô trong túi, các bạn có biết 100 đô đó là từ ai hay không? Thì các bạn có thể nói là ờ 100 đô này là tôi có từ ngân hàng, từ siêu thị. Nhưng mà trước khi các bạn lấy tiền 100 đô đó từ siêu thị đi, ai trả tiền cho các bạn? Thì trước đó nữa là ai giữ 100 đô đó? Các bạn có biết hay không? Các bạn không biết, có thể là trước đó nữa là một người nào đó họ làm việc phạm pháp để có được 100 đô đó, các bạn cũng không có biết. Luôn. và trên thực tế đó có một số lượng lớn đồng đô la đã có những dấu vết của thuốc cấm có nghĩa là ở một thời điểm nào đó cái tiền đó đã được dùng cho việc phạm pháp nhưng mà các bạn thấy được là các bạn vẫn sử dụng bình thường mà thôi tại vì rất là khó để mà truy ra dấu vết có thể nói được là hoàn toàn ẩn danh đó chính là tiền mặt các bạn chứ không phải là crypto cho nên cái công cụ được sử dụng phần lớn bây giờ đó mà được yêu thích nhất bởi những tội phạm vẫn là đồng đô la chứ không phải là crypto nhưng mà chúng ta lại có những cái công cụ gọi là những cái dịch vụ mixer các bạn. Thì những cái dịch vụ này là dịch vụ trộn tiền. Các bạn có thể gửi Bitcoin của mình hay là những cái đồng khác tới cái dịch vụ này và dịch vụ này đó là một cái phần mềm có thể đảo lộn tất cả, khiến cho rất là khó hoặc là hoàn toàn không thể để truy ra dấu vết của cái giao dịch blockchain đó như thế nào và đương nhiên đây là điều mà nhiều chính phủ không muốn thích các bạn không phải là riêng hoa kỳ đâu các bạn thấy là châu âu cũng không muốn thích và nhiều quốc gia khác cũng như vậy và chúng ta cũng thấy là năm ngoái đã có những cái vụ kiện lớn liên quan tới tornado cash và đã dẫn đến một số người đã cũng đã phải đi tù thì brian nelson của bộ tài chính nói là ông thông cảm với mong muốn bảo mật tài chính của người dùng crypto nhưng mà crypto và bộ tài chính nên hợp tác để tìm cách tăng cường bảo mật mà không tạo điều kiện cho tài trợ bất hợp pháp đó chính là cái sự chia sẻ đến từ Brian Nelson nhưng mà thôi cảm thấy là chia sẻ như vậy cũng như bằng không tại vì ông nói là Hoa Kỳ đã chỉ đòi hỏi là những công ty họ báo cáo những cái dịch vụ chuyển tiền mà họ nghĩ là liên quan đến bất hợp pháp mà thôi nhưng mà đối với những cái dịch vụ mixer thì làm sao họ biết được các bạn họ chỉ đơn giản là sử dụng công nghệ của họ để có thể ẩn đi cái giao dịch đó mà thôi Nhưng mà điều đó lại là điều mà chính phủ không đồng ý Thì cũng đồng nghĩa là cấm mà thôi các bạn Nhưng mà không biết tại sao ông này nói là chính phủ Hoa Kỳ không phải muốn cấm Chỉ muốn những cái dịch vụ trộm tiền cung cấp thông tin mà thôi nhưng mà làm sao họ cung cấp được các bạn dịch vụ của họ là để cho xóa hết dấu vết on chain thì làm sao họ cung cấp thông tin được cho nên thường cảm thấy là nói cũng như không nhưng mà rõ ràng đó là hầu hết chính phủ đều vạch ra ranh giới họ sẽ chấp nhận việc bán ẩn danh nhưng mà hoàn toàn ẩn danh nên thì không đâu các bạn các bạn thấy được hôm nay thuận chia sẻ cái thông tin nó hơi rời rạc một chút tại vì hôm nay thông tin nó cũng không có chú tâm vào một cái đề tài nào các bạn nó rất là lẻ tẻ thuận đã cố gắng gộp những thông tin này lại một cách mà lo chuyện nhất có thể nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói tới tình hình của ETF đi thì bây giờ ra chúng ta đã khoảng chi một tuần trôi qua rồi khi nào mới có Ether Spot ETF bắt đầu giao dịch thì à, các bạn thấy hôm nay đó công ty BlackRock đã chỉnh sửa văn bản S1 của họ. Các bạn đã nhớ là để có thể giao dịch chúng ta cần hai đơn duyệt. Thứ nhất là 19B4 đã được duyệt rồi và thứ hai nữa là cái đơn S1. Đây là cái đơn mà có chi tiết của một cái quỹ trong đó họ sẽ nêu ra là quỹ hoạt động như thế nào rồi phân phối ra sao rồi ai là công ty thứ ba rồi họ sẽ nêu ra là chi phí như thế nào vân vân những cái chi tiết của cái quỹ của họ thì black đã chỉnh sửa và gửi lại cho sec kia là mọi thứ vẫn đang tiến triển ước tính ngày được giao dịch bây giờ dựa theo bloomberg thì vẫn là vài tuần các bạn nghĩa là đâu đó trong tháng 6 hy vọng là sẽ bắt đầu giao dịch và điều mà thú vị hơn đó là chúng ta biết là công ty vanguard là công ty quản lý tài chính lớn thứ nhì ở hoa kỳ chỉ đứng sau lưng BlackRock mà thôi. Nhưng mà công ty Vanguard đã có một CEO mới thì nhiều người đó họ cũng kỳ vọng là CEO mới này đến từ Goldman Sachs, đến từ BlackRock. Thì có thể là sẽ hiểu hơn và sẽ cho phép những khách hàng của Vanguard tiếp cận với lại Ether ETF. Tại vì các bạn đã biết là quan điểm của họ là không có chấp nhận những cái quỹ... Crypto ETF bây giờ đó thì thông tin thức là họ cũng không có chấp nhận các bạn có nghĩa là cho dù được giao dịch đi nữa thì trên nền tảng của Vanguard cũng sẽ không cho phép người dùng có thể tiếp cận với lại Ether ETF cũng như là Bitcoin ETF nghĩa là họ vẫn chưa có thay đổi quan điểm nhưng mà các bạn đã biết là cũng không ảnh hưởng gì đâu tại vì họ là một công ty lớn nhưng mà các bạn cũng biết là có nhiều công ty khác. Tuy là công ty lớn thứ nhì không có cho phép khách hàng của họ tiếp cận Bitcoin hay là Ether, ETF nhưng mà chúng ta cũng đã biết là BlackRock cho phép, Fidelity cho phép, Goldman Sachs nhiều công ty khác đều cho phép với các bạn và những cái nền tảng như chứng khoán như là Robinhood thì đều cho phép cho nên cũng không phải là cái gì gọi là quan trọng lắm đâu. Nhưng mà cũng đáng tiếc các bạn thường tưởng đâu là khi mà có CEO mới thì họ sẽ thay đổi quan điểm nhưng mà vẫn chưa. Nhưng mà nói về BlackRock đó thì các bạn thấy được là đến cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết là BlackRock đã qua mặt Grayscale trở thành quỹ lớn nhất khi mà nói tới Bitcoin Smart ETF. BlackRock bây giờ đã lưu trữ tính tới ngày hôm qua là 288.670 Bitcoin và cái số lượng lưu trữ bởi Grayscale là 287.450 năm đáng tiếc các bạn tại vì Scale là một công ty mà đã lưu trữ rất nhiều Bitcoin nhưng mà chỉ vì họ giữ cái phí quá cao dẫn đến họ đã mất đi quá nhiều Bitcoin và BlackRock bây giờ đã trở thành quỹ lớn nhất hiện tại và nói tới tình hình của Bitcoin Spot ETF đó, thì chúng ta nhìn thấy được là cái thông tin kết quả ngày hôm nay đã có đó chính là lại thêm một ngày dương nữa các bạn nói chung chúng ta đã có dương liên tục hơn 2 tuần rồi và hôm nay đó tuy là không phải nhiều các bạn dương 28.3 triệu nhưng mà vẫn là dương vẫn tiếp tục là cái lực mua và cho dù các bạn nghĩ là không nhiều nhưng mà các bạn có biết là một ngày bây giờ đó thì cái số lượng bitcoin được đào ra là khoảng 450 bitcoin nghĩa là cũng cỡ như là 30 triệu đô la mà thôi cái số lượng mua bởi những quỹ bitcoin spot ETF ngày hôm nay dù là yếu đi nữa đó cũng bằng cả ngày đào bitcoin rồi các bạn cho nên nhìn thấy được là hôm nay đó thì BlackRock vẫn là đơn vị bán nhưng mà đã giảm xuống còn 31.1 triệu còn lại thì đều thu mua và BlackRock vẫn tiếp tục dẫn đầu các bạn và họ đã dẫn đầu liên tục nhiều ngày rồi. Có thể nói được là từ cái thời điểm để xem coi là họ đã dẫn đầu là từ ngày 20 tháng 5 mãi tới bây giờ rồi các bạn Hôm nay họ mua vào 24.6 triệu Kế đó là phải đeo đi là 17.7 triệu và đứng thứ ba Đó chính là Bitwise các bạn Bitwise dạo gần đây cũng đã tăng tốc lên Ở mức là 11 triệu Và kế đó là chúng ta có quỹ Ark Invest của Cathie Và đây là kết quả của ngày hôm nay và chúng ta có thấy được là có một điều thú vị nữa là cái quỹ của Cartwood, cái quỹ Ark Invest thì họ nói là trên căn bản đó, cái quỹ Bitcoin Spot ETF giống như là một cái công cụ cho công chúng mà thôi. Chứ mấy cái mức phí là 0.21% thì họ cũng không có kiếm được tiền đâu. Có nghĩa là họ nói là trên trang bản cái quỹ này là cái quỹ để phục vụ cộng đồng mà thôi. Thì cái đó là đúng một phần thôi các bạn. Có thể là như vậy. Tại vì đúng là 0.21% là cái mức phí rất là thấp các bạn. Nghĩa là họ phải có cái số điều quản lý rất là nhiều. À, nhưng mà chúng ta thấy được là họ không quản lý nhiều. Khoảng chừng là 2,5 tỷ mà thôi. Công ty quản lý nhiều đó có mức thấp như vậy là công ty Black đó các bạn. Họ quản lý tới 16,4 tỷ. Thì ở cái mức này mới gọi là nhiều và họ mới kiếm có được tiền được. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là đối với lại Cathy Wood ấy, có thể là đúng. Công ty Ark Invest có thể là phải không kiếm được nhiều tiền từ quỹ Bitcoin Spot ETF của họ. Nhưng mà cái mà họ sẽ kiếm được nhiều tiền đó chính là những cái quỹ khác của họ. Tương tự như là BlackRock nhưng quỹ khác của họ cũng sẽ thu mua cổ phiếu của Ark Invest Bitcoin Spot ETF để làm một phần trong cái danh mục đầu tư của họ. Và đó mới là cách mà họ kiếm được tiền sau này các bạn thì đúng là không kiếm được tiền trực tiếp nhưng mà gián tiếp thì họ cũng sẽ kiếm được tiền và chúng ta cũng thấy được là một những ngân hàng mà có thể nói là họ cũng coi như chuyển hướng ủng hộ nhưng mà chưa có mạnh mẽ lắm trước đây đó chính là Goldman Sachs Goldman Sachs cũng là một trong những cái ngân hàng đầu tư rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ và họ thường nó có cái quan điểm là họ không muốn đụng đến crypto tại vì họ thấy cái rủi ro cao nhưng mà có thể họ đã không chịu nổi nữa rồi các bạn. Bây giờ với rất nhiều công ty phố Wall tham gia vào crypto thị trường rất là sôi động cho nên ngân hàng Goldman Sachs coi như cũng đã mở rộng để mà chào đón rồi họ sẽ mở hội nghị tài sản tiền điện tử vào tháng sau để nói về các chủ đề như là thu kinh hóa tài sản và thị trường crypto nói chung chúng ta còn bài thông tin nữa thường sẽ cố gắng chia sẻ nhanh với các bạn chúng ta có cái thông tin liên quan tới uh, USDC các bạn công ty Circle thì uh, nói chung đó uh, họ sẽ tiếp tục phát triển mạnh ở Brazil tại vì họ đã chính thức ra mắt USDC tại Brazil và hợp tác với các tổ chức tài chính ở khu vực như là Nubank và PTG Paxo các bạn và Nubank chính là công ty mà được sở hữu một phần bởi công ty của Warren Buffett là Berkshire Hathaway Thì tuy là Warren Buffett không có thích crypto các bạn Nhưng mà ông vẫn sở hữu một phần của công ty Nubank Một ngân hàng mà chuyên về crypto Tuy không phải là phần lớn nhưng mà các bạn thấy được là vẫn có đầu tư một phần nhỏ Vào trong thị trường này gián tiếp Thì nói chung đó là công ty Circle này họ nói họ sẽ mở rộng quyền truy cập và sử dụng đồng stablecoin USDC trong Brazil các bạn thông qua những cái đối tác của họ có thể là cho phép những đối tác này cung cấp đồng USDC trực tiếp cho những cái công ty mà thanh toán ở Brazil. Brazil cũng là một quốc gia mà họ cũng đã mở tay để mà chào đón crypto. Các bạn đã nhớ là cách đây hơn một năm tổng thống Brazil cũng đã ký cái luật không phải là công nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán hợp pháp mà trên căn bản công mình không nhận Bitcoin là một tài sản hợp tác và được bảo vệ bởi pháp luật ở Brazil. Và chúng ta cũng thấy được là công ty Ocean đây là một công ty mà có thể nói là quản lý một phần bởi Jack Dorsey các bạn. Jack Dorsey là chủ của công ty Square bây giờ là công ty Block mà trước đây đó chính là CEO của công ty Twitter sau này bán cho Elon Musk. Thì Jack Dorsey bây giờ đã cũng chỉ tập trung vào Bitcoin mà thôi. Và Ocean đó là một cái công ty mining pool nghĩa là một cái công ty đào Bitcoin các bạn và họ đã gây dựng một cái trụ sở tại San Salvador ở El Salvador. Mà nói tới El Salvador đó thì các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó đã có những cái tấm hình chụp liên quan đến Argentina đã đến gặp El Salvador và nhiều tin đồn nói là Argentina sẽ chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Thật ra đó hôm nay cũng đã được đứng chính lại là trên căn bản đó, đương nhiên là Argentina cũng sẽ có những cái chiến lược tốt đối với Bitcoin và các bạn thấy là Bitcoin cũng được chấp nhận rộng rãi ở Argentina nhưng mà nếu nói là Argentina sẽ chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó thì còn rất là xa các bạn tại vì không giống như là Salvador Argentina là quốc gia lớn hơn và họ có rất nhiều nợ công nói chung đó, các bạn biết đây là một quốc gia mà có cái phần trăm lạm phát rất là cao mãi tới bây giờ chúng ta có Javier Milei là tổng thống mới thì cũng đã có một số cải tiến nhưng mà họ chỉ muốn tìm hiểu những cái cách mà quốc gia có thể kiếm được lợi ích từ bitcoin mà thôi chứ còn có thể chấp nhận làm tiền tiền pháp pháp thì phải cần một thời gian dài nữa đó là cái thông tin đứng chính ngày hôm nay nhưng mà cũng là thông tin coi như tốt các bạn tôi cũng không nghĩ là họ đến gặp El Salvador để có thể chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp đâu tại vì El Salvador thì đơn giản hơn họ không có tiền quốc gia họ sử dụng đồng đô la cho nên thêm một đồng nữa thì cũng không phải là cái gì à, gọi là quá phức tạp nhưng mà Argentina thì lại rất phức tạp các bạn tại vì họ là một quốc gia lớn hơn và họ có rất là nhiều nợ công hiện bây giờ và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Israel các bạn Ngân hàng trung ương của Israel đã, đã khởi động thử nghiệm đồng Shekel kỹ thuật số, nghĩa là tiền kỹ thuật số quốc gia CBDC nhằm phát triển hệ thống thanh toán, số tiên tiến. Phó thống đốc của ngân hàng quốc gia Israel là Andrew Abir tin rằng đồng shekel kỹ thuật số sẽ được công chúng ủng hộ và giúp cải thiện hệ thống thanh toán của Israel. Tuy nhiên, có rất nhiều lo ngại về khả năng vi phạm quyền riêng tư. Đây là một trong những vấn đề mà các bạn nên hiểu. Bây giờ đó thì các bạn thấy được là có rất nhiều cái quyền riêng tư tài chính cho người dân tại vì các bạn sử dụng tiền mặt nhưng mà khi mà mọi người sử dụng cbdc rồi đó thì sẽ không còn quyền riêng tư tài chính nữa các bạn sử dụng tiền để mua cái gì thì ngân hàng đều biết hết các bạn và cái thông tin cuối cùng là một thông tin tốt cho những bạn nào mà đang chờ đợi để mà được trả tiền bởi sàn Gemini khi mà đã biết là sàn này đó trước đây cung cấp một cái dịch vụ hồi năm 2022 đó chính là dịch vụ ơn các bạn gửi tiền để mà lấy lại dịch vụ đó là dịch vụ được cung cấp bởi một công ty thứ ba nữa là công ty Genesis mà đã phá sản rồi thì bây giờ sàn Gemini đó là một trong những sàn mà thường cảm thấy uh, coi như cũng đã làm cho những cái nạn nhân hài lòng ít nhất trong tất cả những cái vụ của năm 2022 thì đây là cái kết quả tốt nhất có thể tại vì họ đã có được cái số tiền là khoảng chừng 2,2 tỷ đô la để mà trả cho những nạn nhân và khi mà họ trả đó họ sẽ trả in khai có nghĩa là họ sẽ trả crypto chứ không phải là tiền mặt các bạn và phần lớn đó tất cả nạn nhân đều sẽ nhận lại được 97% của cái số lượng crypto ở trên sàn nhưng mà những người nào mà gửi tiền vào cái sản phẩm ơn để mà kiếm lợi nhuận đó, thì nhận được lại 100% Như là các bạn gửi một Bitcoin thì bây giờ các bạn nhận lại được một Bitcoin Và các bạn đã nhớ là khi mà công ty China Sky phá sản đó, lúc đó là giá Bitcoin rất là thấp Bây giờ đã cao hơn rất nhiều rồi Thì nói chung đó, đây cũng là một cái kết quả tốt cho những nạn nhân mà chờ đợi lên lấy được tiền và Thuận thì không phải là một nạn nhân của sàn này nhưng mà theo thương hiểu đó thì các bạn có thể login in vào sàn Gemini và sẽ có tiền ở đó. Và có thể là nhiều người nếu như mà họ không có bị giam tiền ở sàn Gemini à, Khi mà giá xuống à, giống như là cuối năm 2022 đó họ có thể đã bán rồi các bạn Nhưng mà vì tiền của họ bị đóng băng trên sàn Gemini Cho nên tới bây giờ đó họ đã có thể ho đồ và thấy được giá Bitcoin lên tới 68.000 đô trên ngày hôm nay và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều đã dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, XM, 4E, Linex và một số những dịch vụ khác các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.